Quý vị khán giả, SEA Games 32 thì đã khép lại rồi, thế nhưng làm sao mà chúng ta có thể dừng nói những câu chuyện về nó khi mà thể thao Việt Nam đã có một kỳ đại hội cực kỳ thành công. Vừa rồi là hình ảnh của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với một hành trình rất tuyệt vời, với thành tích mà sau SEA Games 32 chúng ta đã làm được một điều có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Và ngồi bên cạnh tôi ngày hôm nay chính là một phần của hành trình đấy. Xin được trân trọng giới thiệu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung ạ. Xin chào ông ạ, cuộc sống của ông những ngày qua khi trở về từ Campuchia thì một ngày diễn ra như thế nào ạ? Vâng, xin chào MC Ngọc Anh. Cảm ơn Ngọc Anh đã hỏi tôi về những cái điều mà có mấy ngày ngắn ngủi vừa qua mà chúng tôi đã phải thi đấu với một cái thời tiết rất là khắc khổ tại Campuchia. Thật là đáng quý giá mấy cái ngày vừa qua đối với tôi. Tôi cũng đã dần dần, chắc là chị nhìn tôi thế này thì là nó cũng đỡ rất là nhiều. Khi mà trận đấu kết thúc thì mặt tôi nó hốc hác và nó gầy đi mất 4 cân rưỡi. Thế mà đến bây giờ thì tôi bắt đầu dần dần nó cũng hồi phục lại được. Thế và mặc dù là cái thời gian qua thì cũng rất là bận, phỏng vấn rồi là báo chí rồi là lên liên đoàn vân vân, hoặc là tôi cũng phải là chuẩn bị các cái kế hoạch giao án cho đội tập. Cho nên là thành ra là mặc nói là nghỉ thôi nhưng mà được ngủ thôi. Ngủ thoải mái, mà xin lỗi chị, nhiều lúc ấy trong cái giấc ngủ mà tôi giật mình, tức là tự nhiên lại giật mình thứ chết rồi, đến giờ đi ra huấn luyện rồi. Thế xong là mình tay mình sờ bên cạnh ấy, thế bảo tức là mình vẫn là tỉnh dậy thì mình vẫn là mình ở nhà, ngủ ở nhà rồi, chứ không phải là chứ không phải là ở bên Campuchia nữa. Tức là nó cũng vì cái thói quen như vậy trên là thành ra nó cũng ảnh hưởng, và nhất là cái giải đấu nó gây căng thẳng rồi áp lực rất lớn, thời tiết lại nóng nắng, trên là nó cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại nguyên nhân, và theo như tôi nói vui thì là nguyên nhân làm ông giảm đi 4 cân rưỡi, được không ạ? Mời quý vị khán giả hãy cùng nhìn lại hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Đội tuyển nữ Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi bước vào SEA Games 32. Ngay từ vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã rơi vào một bảng đấu khó khi đã đối đầu với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar và Philippines. Đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Malaysia với tỷ số 3-0 và thắng lợi 3-1 trước đội tuyển Myanmar. Dù để thua 1-2 trước đội tuyển Philippines ở lượt trận cuối, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tiến vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng. Trước đối thủ Campuchia trong trận bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội với chiến thắng dễ dàng 4-0 để giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng. Khi có đủ thời gian hồi phục thể lực, đội hình chính của đội tuyển nữ Việt Nam trở lại và có màn trình diễn ấn tượng ở trận chung kết gặp Myanmar. Hai bàn thắng của Huỳnh Như và Thanh Nhã giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành chiến thắng 2-0 ở trận đấu này. Đáng chú ý, ở hai trận đấu cuối cùng, với 6 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng lịch sử theo một cách không thể tuyệt vời hơn. Với 4 tấm huy chương vàng liên tiếp và 8 tấm huy chương vàng sau các kỳ đại hội tham dự, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội bóng giàu thành tích nhất tại đấu trường SEA Games. Bây giờ thì đã cầm vàng trên tay rồi, có thể thoải mái hơn rồi. Vậy thì khi nhìn lại hình ảnh vừa rồi, ông thấy sao? Ông có nhớ tới điều gì không ạ? Vâng, nhìn những cái hình ảnh vừa rồi, tôi bản thân tôi cũng rất cảm động, mà tôi là cái người trong cuộc. Tôi cảm động ở đây và về cái tinh thần thi đấu, về cái ý chí, nghị lực của những phụ nữ, những người phụ nữ Việt Nam, những đứa con của bà Trưng, bà Triệu. Đấy, phải nói là với cái thời tiết rất là nắng nóng ở Campuchia, thế mà các bạn đã biết vượt qua khó khăn gian khổ để chúng ta giành được cái thắng lợi cuối cùng. Tôi rất là tâm phục cái ý chí tinh thần của người phụ nữ Việt Nam. Ý chí rất là đáng khâm phục của những người phụ nữ Việt Nam, của tinh thần bà Trưng, bà Triệu, phải không ạ? Vâng. Ông đã nói rất nhiều về thành tích của các học trò của mình. Vậy còn ông thì sao? Ở tuổi 70, đã bao giờ ông nghĩ rằng nếu như một ngày không có bóng đá thì ông sẽ thế nào chưa ạ? Vâng. Tôi cũng đã nghỉ hưu được 13, 14 năm nay rồi. Phải nói là cái môn bóng đá này nó hấp dẫn với tôi từ bé cơ. Tôi là sinh ra và lớn lên ở sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội, và mẹ tôi thì lại làm ở trong sân vận động Hà Nội. Đấy là một cái mà để tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc với quả bóng rất là nhiều và rất là lâu. Vậy được xem các đàn anh, đàn chú thi đấu ở sân Hàng Đẫy, ngày xưa gọi là sân Xích Tô. Đấy, từ đấy đến nay và cái nghiệp bóng đá thì nó lại theo tôi.
đến bây giờ phải nói là trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, có những cái mừng vui và có những nỗi buồn đấy, nhưng mà đến bây giờ thì tôi không bao giờ tôi tiếc là tôi đã đi theo cái nghề bóng đá. Bóng đá đã cho ông quá nhiều những điều tuyệt đẹp trong cuộc sống phải không ạ? Vâng. Trước kia thì ông là một cầu thủ, bây giờ thì là một huấn luyện viên và đặc thù là phải thường xuyên đẳng đẵng xa nhà. Vậy thì có điều gì mà ông cảm thấy tiếc nuối trong quãng thời gian đi xa gia đình của mình không ạ? Vâng, bóng đá cho tôi rất là nhiều thứ, và nhất là bóng đá nữ, tôi cũng được tên tuổi nhờ bóng đá nữ. Trong cái cuộc sống thì người ta nói là thế này, chắc là được cái nọ phải mất cái kia, chứ không bao giờ hoàn toàn được tất cả cả. Thì tôi chắc là cũng như vậy. Chúng tôi được về danh tiếng ở trong cái bóng đá như thế này thì cũng phải hy sinh cho gia đình, hy sinh gia đình rất là nhiều. Chúng tôi luôn luôn phải xa nhà ấy, và có những việc mà tới đây thôi, tôi không nói nhiều. Tới đây thì là dỗ ông cụ đẻ ra tôi ấy, và tôi cũng phải không có mặt ở nhà. Đấy là một cái mà vì cái sự nghiệp thôi, vì cái chung của đất nước mà chúng ta phải hy sinh cá nhân để dành cho tập thể. Tôi nghĩ đấy là cũng là một chuyện bình thường. Rồi còn nhiều cái vụ khác nữa, thí dụ như là bạn bè rồi mất đi, chúng tôi cũng không có mặt đấy để mà chia buồn với gia đình các bạn bè. Rồi có những cả những cuộc vui nữa, con cháu cưới mà cũng không thể có mặt được. Đấy, và tất cả những cái điều đó thì mọi người hết sức thông cảm cho tôi. Và đấy là vì cái nhiệm vụ của đất nước. Vâng, vậy thì ngoài trách nhiệm, ngoài nhiệm vụ ra thì điều gì làm ông gắn bó với bóng đá nữ lâu đến như vậy ạ? Vâng, điều đầu tiên ấy, bóng đá nữ của chúng ta trước đây thì hầu như là không ai để ý và không phát triển. Đấy, tôi phải hôm nay tôi phải nói câu ấy. Tôi là những cái người mà có thể là mọi người ta đánh giá tôi rất cao, nhưng mà tôi thực tế là chỉ là một cái giọt nước nhỏ ở trong một cái đại dương thôi. Góp công nho nhỏ của mình để làm sao đưa cái bóng đá nữ của chúng ta nó dần dần nó phát triển. Đấy, và nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có đảng, chính phủ, có những người hâm mộ bóng đá trong cả nước, rồi là nước ngoài, rồi có những nhà tài trợ, và đặc biệt có những phóng viên đài báo như là VTV đây của chúng ta đây đã quan tâm theo dõi chúng tôi rất nhiều, cổ động chúng tôi rất là nhiều, chúng tôi mới có được cái thành tích như ngày nay. Vậy là chúng ta là mỗi người góp một phần nhỏ của mình để tạo nên thành công chung phải không ạ? Vậy thì thưa ông, bóng đá nữ ở cái ngày mà ông mới bắt đầu gắn bó cho đến tận bây giờ thì ông thấy là cuộc sống của những nữ cầu thủ có điều gì thay đổi ạ? Vâng, chị so sánh rất là đúng lúc. Theo tôi đến bây giờ là nó thay đổi rất là nhiều. Các cháu, các em bây giờ nó cuộc sống nó khá khấm khá hơn trước. Thí dụ như là ngày xưa ấy, năm 1997 mà tôi cũng làm đội tuyển bóng đá nữ đầu tiên và tham dự cái SEA Games đấy ấy, tại Indonesia thì khó khăn lắm, vất vả lắm. Ăn uống cũng không đủ này, rồi là quần áo tập cũng không thể đủ cho này, sân bãi chúng tôi là phải đi xa gần 20 cây số để tập luyện, từ thành phố Hồ Chí Minh mà lên đến trung tâm chỗ trung tâm thể dục thể thao 2 để tập luyện, mà đi mãi tắc đường nữa, hầu như là cứ phải 1-2 giờ trưa mới về tới nhà ăn cơm được. Đấy, đi từ sáng tập nó vất vả như vậy. Thế và lương thì là hối là không phải là lương mà bồi dưỡng thôi, rất là ít. Tôi nhớ là được có mấy nghìn thôi. Đấy, thế thì nó vất vả, nhưng các bạn đã về cái các bạn nữ phải nói là ngay từ cái thời đấy các bạn đã cống hiến cho mình hết sức mình rồi. Và cái lứa đấy thí dụ như là Bùi Thị Hiền Lương, rồi Trần Thị Bích Hạnh, Lưu Ngọc Mai, thủ môn Kim Hồng vân vân, đấy thì là đã cống hiến cho mình hết sức cái tuổi trẻ. Và đến bây giờ thì phải nói là các cháu đội tuyển bóng đá nữ chúng ta bây giờ tiến triển rất là nhiều, cuộc sống nâng lên. Thí dụ như cái tiền chấm công bây giờ là các bạn tính ra cũng được hơn 10 triệu. Wow. Đấy, một cái mà tôi nghĩ là nó thay đổi hoàn toàn trong cuộc sống. Đấy, rồi là được xã hội quan tâm hơn. Đấy, và được mọi người yêu mến hơn.
Đấy, thì đấy là một cái tôi thấy là cái được rất là nhiều. Một tín hiệu rất đáng mừng cho bóng đá nữ Việt Nam, cho các cầu thủ nữ Việt Nam phải không ạ? Và sau khi trở về từ SEA Games 32 thì các cầu thủ của chúng ta có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, khi mà ngày hôm nay các cầu thủ cũng đã quay trở lại tập trung để chuẩn bị cho World Cup nữ năm 2023. Và chúng ta sẽ cùng xem là chuẩn bị cho hành trình mới, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang có những gì. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ hội quân theo 4 giai đoạn để chuẩn bị cho World Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 4 tháng 6. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang Đức tập huấn ở giai đoạn 2. Tại đây, các cô gái của chúng ta sẽ có 4 trận giao hữu với các câu lạc bộ Eintracht Frankfurt, câu lạc bộ Schalke và đặc biệt là với đội tuyển bóng đá nữ của Đức. Xen kẽ với các trận đấu trên sẽ là trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ U23 Ba Lan. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ về nước và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5 tháng 7. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam với hơn 10 ngày tập luyện, thi đấu giao hữu và làm quen với khí hậu của nước chủ nhà trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và một hành trình mới, một thử thách mới lại mở ra. Thưa huấn luyện viên Mai Đức Chung, ông có bây giờ ngồi tưởng tượng ra giây phút đầu tiên khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chơi trận đấu ở World Cup, lúc đó cảm xúc như thế nào không ạ? Vâng, chắc là tôi chưa hình dung ra được cái trận đấu nó như thế nào. Nhưng mà tôi có lẽ tôi hình dung ra cái lời đầu tiên ấy là chúng tôi được hát quốc ca, được trà cờ, được hát quốc ca của đất nước chúng ta vang lên. Đấy là cái niềm vinh dự nhất đối với tất cả những người con Việt Nam, chúng ta xa xứ mà lại được thế giới để ý tới. Đấy là cái điều tôi nghĩ là vinh dự nhất với chúng tôi. Cái thứ hai nữa là lại được truyền hình của tất cả các đất nước đưa lên đấy và giới thiệu cho tất cả chúng ta. Tôi nghĩ là một cái hình ảnh đấy mà không làm thể nào mua được đâu. Đấy, và đối với những cái trận thi đấu với những đội Mỹ, đội Hà Lan, đội Bồ Đào Nha chẳng hạn, có lẽ là nếu chúng ta bỏ tiền ra phải mất rất nhiều tiền mà chưa chắc người ta sang, người ta đá với mình. Tại vì thế này, người ta sang đá với mình ấy, người ta học tập được cái gì của mình. Mình là một đội yếu. Đấy, thì một đội mạnh mà sang đây đá thì người ta không thoải mái. Và hai, nó có thể là người ta sang nhưng mà ta sang với đội hình dự bị, không có tên tuổi gì, thì đấy là một cái rất là chán cho khán giả chúng ta. Mà đây, ở đây là bắt buộc người ta phải đá với mình. Đấy, thì đấy là một cái mà tôi nghĩ là cái vinh dự đấy là không thể mua được. Vâng, rõ ràng là có quá nhiều điều để chúng ta chờ đợi World Cup nữ 2023, phải không ạ? Từ câu chuyện chuyên môn cho đến những câu chuyện tinh thần. Là một lần nữa chúng ta sẽ được thấy các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam phát huy tinh thần mà ông đã nói, tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, tinh thần của bà Trưng, bà Triệu, phải không ạ? Và chúc cho huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chân cứng đá mềm ở hành trình mới. Và người ta vẫn nói là hạnh phúc thì sẽ là một thành công, không phải là chúng ta đến được một hành trình mà là cách chúng ta đi trên hành trình đấy, chính là cách chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc ở hành trình đó. Và chúc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ luôn hạnh phúc ở hành trình sắp tới của mình.